Các bạn ơi, hôm nay các bạn đến coi nè, hai anh chó giành nhau đồ chơi nè các bạn. Giành nhau không được đó, đến cắn. Cắn cái chừng của nó.
Rồi tạm biệt các bạn nha. Chó mình giờ mình phải cho nó đi ra ngoài rồi nha các bạn. Bye các bạn. Hẹn các bạn coi trong video clip khác nha các bạn ha. Bye bye bạn.